Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về trung bình cộng của 1 phần 2, 3 phần 4 và 4 phần 5. Thì ở đây các bạn cần nhớ một công thức, đó là liên quan về trung bình cộng. Thì trung bình cộng sẽ bằng nè, các bạn nhớ thuộc công thức nha, bằng tổng nhân cho số các số hạng, hoặc là số số hạng cũng được. Được chưa? Số số hạng là gì? Các bạn đếm nè, 1 2, 3, vậy này có 3 số, vậy chia cho 3. Xin lỗi tất cả các bạn, sai chỗ này nha các bạn. Đây là phép chia nha, các bạn cẩn thận chút xíu. Trung bình cộng sẽ bằng tổng chia cho số hạng là 3. Được chưa? Rồi các bạn viết lời văn trung bình cộng của 1 phần 2, 3 phần 4 và 4 phần 5. Ta lấy tổng nè, 1 phần 2 cộng 3 phần 4 cộng 4 phần 5, tất cả chia cho 3. 1, 2, 3 chia cho 3. Ở đây có ngoặc thì các bạn làm trong ngoặc trước, sau đó các bạn chia 3. Rồi mình làm nháp nha các bạn. Mình làm nháp. Nháp nè, 1 phần 2 cộng 3 phần 4 cộng 4 phần 5. Khi để cộng các phân số với nhau, ta phải quy đồng mẫu. Thì ta không biết thì ta lấy nè, 2 nhân 4 nhân cho 5. Còn bạn nào biết thì các bạn thấy rằng 4 nè chia hết cho 2 nè, vậy hai thằng này có mẫu chung là 4 với thằng này nữa 5 nữa, vậy là 20. Còn không thì lấy 2 nhân 4 nhân 5 thôi, lấy 2 nhân 4 nhân 5 đi. Và các bạn viết đây 2 nhân 4 nhân 5. Vậy 2 thì khiến mấy ạ? 4 nhân 5, 4 nhân 5 là bao nhiêu ạ? 20, vậy trên tử nhân 20 ở dưới mẫu nhân 4 nhân 5 cộng 4 thì khiến mấy ạ? Thiếu 2 dưới 5 chính là 10 đó các bạn. Vậy ta lấy tử nhân cho 10 và mẫu cũng nhân cho 10, 2 nhân 4 nhân 5 cộng 5 thì thứ mấy ạ? 2 dưới 4 là 8. Vậy ta lấy tử nhân 8 và ở dưới cũng thiếu 8 nhân 8. Được chưa? Các bạn viết như thế này để cho thấy ha, những thằng này cùng mẫu số chung. Được chưa? Rồi, mẫu số chung các bạn đặt nguyên đường dài. 2 nhân 4 nhân 5 bao nhiêu ạ? Là 40. 1 nhân 20 bằng 20 cộng 3 nhân 10 bằng 30 cộng 4 nhân 8 bằng 32. Rồi, bằng bao nhiêu ạ? 20 cộng 30 ra 50, 50 cộng 32 nữa là 82/40. Và các bạn rút gọn được thì các bạn rút gọn. Được chưa? Rút gọn được thì rút gọn. Bắt đầu mình rút gọn là mình thấy chia được cho 2 ra 41/20. Ok chưa? Rồi, vậy 41/20 tiếp tục chia cho 3. 41/20 chia cho 3 thì chia thành nhân nghịch đảo nhân 1/3. Số tự nhiên 3 chính là 3/1 đó bạn, nhân nghịch đảo. Được chưa? Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, vậy là 41/60. Vậy các bạn điền vào đây 41/60. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.